Được chưa? Được chưa? Tranh thủ để 8 giờ chúng ta kịp thầy kêu của bạn. Chúng ta tiếp tục. Từ bây giờ đến giờ các bạn ngồi cười, nghe và cười. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và khóc. Chúng ta sẽ nói đến liên quan giữa cấu trúc và tác dụng. Trời, khóc gì thấy á. Ít có cái nhóm nào mà được nghiên cứu một cách đầy đủ về liên quan giữa cấu trúc và tác dụng và cái giải thích vì sao nó lại như thế. Đây là cấu trúc của sự thống nhất. Chúng ta có vị trí 1, 2, 3, 4. Chúng ta bắt đầu từ trái sang phải. Đầu tiên là Newton ở vị trí số 1. Chúng ta ở vị trí số 1. À, thì những cái cơ này luôn luôn phải nằm ở vị trí ba a so với lại những suy có nhất thì mới có tác dụng. Nếu đổi sang vị trí khác mất tác dụng. Tôi sẽ giải thích cái này. Mất tác dụng là không thì nói vậy chuyện thích để cho mình cơ một lần mất hết tác dụng. Phải tài năng. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là nguyên cơ phải cắm vào chân. À, duy nhất trong 25.000 sự phản ứng chỉ có sự phản ứng lần là con đang chia tay giữa. Còn ba cái khác cầu ở giữa này đều mất tập trung. Cái thứ ba là nhóm này phải là NH2 thay bằng những cái nhóm khác là mất tập trung. Ví dụ thay bằng nitro là mất tập trung. Và cuối cùng là nitơ ở vị trí số 4 này phải tương cho thì mới có tác dụng. Có nghĩa là nhóm N này phải là NH2 gắn như thế này là mất tác dụng, không có tác dụng. Cái này là cái NH2. Tuy nhiên chúng ta nhìn chất mạng thì tên Tamazone, đây là một chất kháng sinh được sử dụng để trị nhiễm trùng đường ruột. Vậy thì tại sao nó lại có tác dụng? Thì chúng ta biết rằng vi khuẩn gây bệnh đường ruột là những con vi khuẩn rất là tham ăn. Thì cho nên là muốn để ruột cái nhiều thức ăn cho ăn và tham ăn đến mức mà nó tranh cả uống thuốc với người ta. Và khi chúng ta uống ăn là dương phải vào thì nó biến vật cốt tướng là uống thử xem ra làm sao. Nhưng ta dương này nó lại gắn tên một cái nhóm này cho nên là nó cầm cần, rất là cần cần, vì vậy không thể ăn được. Cũng giống như chúng ta ra cho mua một ký thịt, chúng ta mua cần ký thịt nó ăn được không? Ăn được không? Chúng ta phải sắp nhỏ ra, xả nó một cái đấy rồi ngăn đó là đây này nó bị vật biết bằng chật nhỏ ra để ăn thì trước hết là nó sẽ chạy và chỗ nào mà yếu nhất ở trong phân tử này chạy và chỗ yếu nhất của phân tử này là cái nhóm CNH này. Và đây chúng ta nhìn con vi khuẩn nó ăn đấy, có cách là thủy phân ra nhóm NH2 giải phóng sinh ra treo rồi và đây là kháng sinh vi khuẩn chết vì sinh ra treo rồi. Đây là một cái chất rất nhục nhã vì chất vì nhã. Mình nhớ đây là do giải phóng sự phát triển rồi. À, nhân thân đây phải là nhân thân thay đổi cái khác mất tập rồi. Chúng ta sẽ giải thích sau.
và không được thế. Thế thôi nhé, thì sẽ làm bất cập thôi. Bảo không, em thích thế ở đây, coi thế, bất cập thôi. Xin nhớ, hãy cho chính mình yên, đừng có thế thì đấy, là nó như thế. Và cuối cùng là chúng ta có nhóm Symphony. Đây, nhóm này. Thì nhóm Symphony xin cho hành trình bình yên. Bởi vì đây là chúng ta đang học bài Symphony, có nghĩa là cái chất mà có cái nhóm Symphony. Thế nếu còn bây giờ là không có cái nhóm này thì đấy là nhóm khác, đâu là cái thuốc này. Cho nên nhóm S2NH xin để yên, nếu có chỉ thay L này. Và L chúng ta có thể thay thế bởi mạch thẳng. Đấy, đây, xin qua siêu tâm ý các bạn sắp tới sẽ được đọc bài này. Và xin nhớ các bạn này, bài này rất hay và sinh viên rất thích, bởi vì rất là dễ dàng. Nhớ điều dễ dàng xin qua siêu tâm ý. Rồi, và tạm biệt là những xin tâm ý mà có gì mà xin qua chia cho rất tốt. Thì đấy là liên quan giữa cấu trúc và tác dụng. Bây giờ chúng ta nói điều chế. Có rất nhiều cách để điều chế Symphony, nhưng mà nếu mà đi từ đầu kể từ A đến Z thì từ đầu thì chúng ta đi từ Aniline. Các bạn học Aniline giờ chúng ta biết Aniline rất dễ bị oxy hóa. Cho nên động tác đầu tiên là chúng ta phải gắn khóa lại nhóm amin để bảo vệ nhóm amin. Các bạn thực tập máy cơ để trong nó làm bài acetaminin đã ghép vào. Sau khi bảo vệ thì chúng ta gắn với acid chloroxyphonic, chloroxyphonic. Đây là hỗn hợp của oxyhum SO3 và HCl, rất đơn giản. Và chúng ta ghép vào do chất chất là chloroxyphonic. Và từ cái này chúng ta hoặc là ghép ammoniac thì chúng ta được là Symphony không thế, không thế là ghép amin thì chúng ta được Symphony thế. Ở đây tôi rất hài lòng thế này, các bạn lưu ý đây là cái nguyên tắc chung để tạo ra Symphony, đó là dùng các chất chloroxyphonic gắn vào ammonia hay amin. Cho nên tôi rất hài lòng, tôi đưa ra một cái Symphony mà tôi bảo hãy viết phương trình điều chế cái chất này, cái Symphony này thì các bạn phải biết lấy dẫn chất SOICL cộng với RNHK. Ví dụ tôi bảo các bạn tổng hợp của tôi Symphony chia rồi lúc nãy chúng ta được nhau thì các bạn phải biết lấy amino chia rồi nhất lấy cái RNH2 để gắn vào cái SOICL. Nói ra nhưng mà đến lúc vào đo các bạn phải quên hết và các bạn phải đưa ra lung tung những cái phương pháp gì đấy. Đây là một bất chút để điều chế. Và cuối cùng là chúng ta thủy phân để giải phóng acetin, thủy phân để giải phóng acetin cho lại nhóm NH2. Sắp tới bạn sẽ làm nào. Vậy chúng ta có sản xuất được Symphony hay không? Đây là cấp nhà nước, cấp bộ chúng ta đã làm được ra Symphony một chiều, trừ hơn văn bằng 2 sẽ làm được. Còn hiện nay
công nghiệp hóa dược của mình càng rất là con số không làm ra được cái số ít nào. Tại sao vậy? Chúng ta quay trở lại đây, chúng ta quay trở lại cái đầu nguyên liệu đầu tiên là aniline, thường là chúng ta vẫn là nguyên liệu. Nguyên liệu đầu tiên aniline nhiều lắm các bạn, nhiều lắm. Ở ngoài các nhà máy dệt, các nhà máy nhuộm, nhà rất nhiều aniline. Có một lần tôi đi mua, bởi vì đề tài của tôi là chủ yếu là dùng aniline. Cô Phương là người Hải cũng đi từ aniline. Từ tôi đến nhà máy dệt Phong Phú, tôi hỏi cô thì tôi lên gặp giám đốc dễ thương lắm, nhiệt tình lắm, hỏi kêu thầy cần có bao nhiêu để em xếp ra rồi cho xe chở luôn. Còn nếu thầy có xe thì công nhân em mang xe cho thầy. Và thứ kho của anh chị là còn bao nhiêu thì tôi liệu tôi mua, và tụi em còn ít thôi thầy lấy nốt đi, lấy nốt đi. Thì tôi lấy nốt cho mà bao nhiêu thì cụ thể bao nhiêu. Dạ em chỉ còn có khoảng 5 tấn, không biết làm gì, đem về qua rồi là giết hết cả sinh viên lẫn thành cô của qua rồi thì ăn đi đọc đó. Thế tôi bảo à vậy thì tôi lấy được quá, ồ 5 tấn rất tốt quá, tôi lấy. À thưa thầy định lấy bao nhiêu để em chở xe? Tôi không lấy vừa thôi, không lấy nhiều hết trong tấn đâu. Thế thầy lấy bao nhiêu? Tôi lấy khoảng 10 ký. Và tôi thầy lấy 10 ký để con cho thì luôn đầu càng sạch về nhiều lắm, nhiều lắm. Thông thường cái mình thiếu là cái này có hồ sơ của mình đây cho bạn các bạn làm bài này mà cuối cùng không có con số này mà nó là cái gì? Nó ô nhiễm đổ axit nó là kết quả, tức là SO3 với lại HCl. SO3 là lưu huỳnh đốt trong oxy có xúc tác, mà đấy là nguyên liệu để tổng hợp axit sulfuric đổ nước vào ra axit sulfuric, đúng không? Đổ nước vào ra. Và tôi nghĩ rằng mình không thể thiếu được. Riêng thành phố Hồ Chí Minh này có nguyên nhà máy sản xuất hóa chất axit sulfuric, đó là nhà máy hóa chất Tân Bình. Đó có đến tôi là mua vậy, bởi vì phải có SO3 thì mới có axit sulfuric. Là tôi đến hỏi mua gặp giám đốc bảo không có. Nào thế các em sản xuất axit sulfuric mà không có SO3 thì sản xuất bằng cái gì? Là thật chúng em sản xuất axit sulfuric mà không cần SO3 mới giỏi. Người Việt Nam là thế này ạ, người lớp chính trị Việt Nam anh hùng thắng cả Mỹ, Nhật và Pháp nhờ sản xuất axit sulfuric không cần SO3. Nó làm thế nào ra là tụi em biến vàng và thành đồng, vàng và thành đồng, và chỉ có Việt Nam mới có cái đó. Vàng và thành đồng tức là người ta làm phân xúc bay lẫn lên xúc bay là từ axit sulfuric. Ông này phá cái phân này quấy axit sulfuric, phá quấy axit sulfuric và đúng thế. Tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng là phá hình để mà từ vàng ra thành đồng. Tôi đã nhận được cả tấn aspirin, tấn methylsalicylat và thực phẩm rồi. Các bạn biết đấy là những chất mà đi từ salicylic, nhưng tôi nhận những cái đó phá ra để lấy salicylic. Giá salicylic 40.000, giá methylsalicylat 25.000. Chỉ có Việt Nam thôi, đấy là mình vàng thành đồng, vàng
có ai hưởng. Là bởi vì đang xếp sang người xin đức nhập ít người ta không có xả chứ một vài chỉ là dùng để bôi lên mặt để kem trộn gì đấy trắng ra đều có thể. Và sau xin đức thực sự nếu không là người hóa không làm cái phản ứng thì người ta chả làm được gì. Nhưng aspirin nguyên linh sau khi xin đức nhập về rất nhiều để có thể dầu gió nó thuốc aspirin hai ngày và đôi mọc lông lên không dùng được nữa bán ra để lấy sau khi xin đức nguyên linh sau khi xin đức để trong kho cả một kho bây giờ vẫn dầu gió không được thì là nhà nhà loạn dầu gió ô đi là dầu gió nhà nhà loạn dầu gió người người làm dầu gió nhà máy nào cũng dầu gió quá trời cái gì sầu gì vậy thừa ứ đó làm cái gì lấy ra để làm sầu gì nha câu này tôi ở nhà ông giáo vừa cho tôi coi cái tờ báo viết về Việt Nam nó vì sao nước mày nó đặc biệt thế này giá cao đắt hơn giá sắt cả đắt hơn giá xi măng và xi măng làm từ cát tại sao lại và mày nói tôi như này là mày không hiểu được người dân Việt Nam chúng ta không hiểu được đất nước chúng ta truyền thống 4.000 năm lịch sử thắng cảng mỹ nghệ pháp và cả Trung Quốc nữa là chỉ có chúng ta mới hiểu được chứ không hiểu được dân tộc Việt Nam hay hơn là cái chỗ giá cát đắt hơn giá xi măng tại sao vậy đơn giản lắm cái lúc đó xi măng là Liên Xô viện trợ cho Việt Nam trở đến tận nơi còn cát chúng ta phải ra sân thủ công xúc tiền xúc đắt hơn tiền xi măng của chúng ta khá nhiều chúng ta không hiểu gì đâu không hiểu gì đâu nó coi như Đông Dương với các bạn lại coi hồi đó đem sang ngang chiều nó xem xong nó về là Việt Nam của chúng mày nha Việt Nam của chúng mày mà như thế này mà nếu mà như chúng mày như thế này nói được là do của Việt Nam thời mở phát hồ người chết đói rồi Việt Nam chúng mày như thế này 20 năm chúng mày không khá được không khá được 20 năm nữa chúng mày không khá như thế nào là sao khá và tao nói cho mày biết mày xem như này mà mày hiểu Việt Nam mà như thế 200 năm nữa nước mày chưa khá được nha 200 năm nữa mày chưa khá được đó cho nên là vấn đề mình không có coi xung đích gì cả đấy cho nên là cho bây giờ vẫn chưa có sự phản ứng bạn nào hóa chỉ cho tôi cách là S3 là ngon về hội dạy chỉ cho tôi làm điều hóa cái đó là phải tốt lưu hình trong dây có xuất phát là tin đây là hướng mắt của người Nga nó là trên đời chẳng có ông đồ mát nào hết không có đồ mát nào hết mà người Nga là người tìm ra sự thật nhất người ta người Nga không gọi sự thật nhất là sự thật nhất mà người Nga gọi sự thật nhất là Streptozin Streptozin là bởi vì sự thật nhất nó chỉ được liên cầu còn xin thì người Nga cái gì cũng xin cái gì ít ít lê duy mít mà lại ít phát xin còn lo hậu xin và chiếc xin đó và đây là cách đây là đơn giản ở cái chỗ là Clovenze không cần phải khóa không cần phải khóa về cái này rất đầy nhưng ở đây dùng 8 người ác không khỏe là không có chuyện gì thôi nếu có chuyện gì
thì không phải như cái nhà cháy ở đây, mà nó sẽ xóa sổ cả khoa dược này ra khỏi bản đồ của thành phố Hồ Chí Minh, chưa kể không mấy nhà cũng vậy, cũng xóa theo. Ngoài văn đó, người ta có thể đi từ những sinh phẩm ít có sẵn, có sẵn. Đó, các bạn sẽ làm. Bây giờ các bạn làm sinh phẩm sẵn, sẽ làm ít đấy. Đây, anh ạ. Tôi chỉ làm gì là mình. Đấy là điều chế. Về thực chất. Đây, hôm trước tôi đã nói cho bạn rồi. Nếu mà trong thực chất của lý và hoa, cái chất lý là các bạn biết rồi, là nó là của cái tinh thần và chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta chúng ta biết à, đúng không? Còn à, tinh chất hoa thì các bạn sẽ qua thực tập, các bạn sẽ biết hết. Tôi chỉ biết là cụ thể là có tinh lưỡng tinh vừa axit vừa bao đây xin không biết có thể biết cái dạng thế này các này linh động, cho nên là có tính axit đồng của mình. Rồi ba giờ là nhóm N2 với ba thành viên chúng ta có thể tạo mới các siêu giảm. Và rồi nhà sinh vật biết nhóm N2 có thể định tính bằng phản ứng đi vào tuần hoàn. Đó. Rồi, nhưng thôi thì có thể thế. Dạ, thế. Rồi, nhóm MLA2 thì có thể phản ứng với các an lý tạo imin hay là ba giờ xin và người ta thường sử dụng để định tính. Các bạn sẽ dùng nó. Và cuối cùng là phản ứng đốt cháy. Khi đốt cháy thì nó sẽ thăng hoa, lưu lượng bám lên thành ống điện và dưới đáy của ống điện nó tạo nên những cái cánh cánh mà có màu và với sự có nước thì có màu cánh khác nhau và chúng ta có thể dùng cái này để định tính. Thế ra là các bạn không dùng cái ống này bởi vì là trường bây giờ là con chim bị thương là sợ cảnh khóc cho nên là bây giờ mọi cái gì đốt cái ngọn lửa trường đều hình cái sân bay mà nhà hay dòng lên rơi như thế này cho nên là các bạn đem thô người trước là không dùng chứ còn một vi sinh là có thể dùng đem thô để tiêm chủng nhưng phải ra tất gần ngoài cổng sợ mình chạy gì cũng muốn cho tới đó đó hả? Đấy, đầy quan sợ cháy, cháy. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi vào tính về kiểm nghiệm sinh phẩm ít. Để kiểm nghiệm sinh phẩm ít thì chúng ta phải nói về dược liệu. Các bạn nhiều người đã biết về dược liệu nhưng mà có lẽ là các bạn chưa biết sâu về những cái điều liên quan. Đây là dược liệu Việt Nam lần thứ tư. Đây là dự kiện Mỹ ở Anh 2013. Đây là dự kiện Mỹ 2010. Dự kiện là nơi mà ghi những tiêu chuẩn về thuốc, tiêu chuẩn về thuốc, nhà định tính định lượng tạp chất để các bạn vừa rồi thực tập là theo dự kiện. Nhà câu cửa nghiệm của các bạn là làm theo dự kiện. Nhưng các bạn chưa hiểu thật kỹ dược liệu đâu, chúng ta quay trở lại với dược liệu Việt Nam lần thứ nhất à lần thứ tư để chúng ta thấy cái hay của cái dược liệu. Đây là dược liệu Việt Nam lần thứ tư và chúng tôi đã hoàn thành dược liệu Việt Nam lần thứ năm xong rồi, chúng tôi đã biết xong rồi, giờ đã đi được trở đi. Cái dược liệu Việt Nam thì còn được gọi trách đi một tí là dược liệu, tức là dược liệu Việt Nam được dịch từ dược liệu Anh và dược liệu Mỹ, dịch từng chữ từ Anh từ Mỹ từng chữ một dược liệu.
Cho nên là có một cái hài hước là chúng tôi biết cái sự kiện Việt Nam lần thứ tư bằng tiếng Việt mất 5 năm, gần 6 năm. Nhưng khi được lệnh Bộ Y tế mà dịch nó sang tiếng Anh thì chúng tôi mất 3 tháng chủ yếu là xé dịch tiếng Anh để mà phô tô hay là gõ lại. Bởi vì hoàn toàn là lấy dịch tiếng Anh. Chỉ có điểm là Việt Nam y giờ vào thôi. Nha, là dịch tiếng. Nhưng nếu các bạn đã và sẽ trở thành dược sĩ thì các bạn phải biết tự hào về dược liệu Việt Nam, tự hào về dược liệu Việt Nam, bởi vì đây là một trong những cuốn sách hiếm hoi của ngành y tế mà trên đó có quốc huy, có nghĩa là pháp lý. Pháp lý nó viết cái gì anh phải theo nó, rồi nó có sai. Dược liệu Việt Nam lần thứ nhất sai một nửa nhưng vẫn theo, và khi làm theo nó kèm theo cái giấy tôi đã làm và làm sao nha, vì lý do này các em đề nghị hội đồng dược liệu xem lại vấn đề. Nó là pháp lý và theo, giống như ta đi ra ngoài đường thằng công an tuổi tốt giữ xe đã biết điều nhất, nhanh nhẹ nhất giúp trong việc chú ý nó. Cái là gì là không bao giờ thắng được đó. Đi vào không được, đi vào đồn công an rồi chúng ta làm việc trong đồn công an. Sau đó nó dựng đến nơi và công an nó giúp thôi cho trong mình. Rồi nhìn xem tên nó là gì, số hiệu là cái gì, nghe không? Chụp được càng tốt, nhớ được càng hay, về viết báo nhưng mà pháp lý đại diện của pháp luật không cãi được đâu. Công an xe là cứ đưa tiền tính con chuyện sau. Ở đây là đặc biệt cái thứ hai tự hào là nó rất là quan trọng đấy. Tự hào là không phải nước nào trên thế giới, không phải nước giàu nào cũng có dược liệu này, cũng có dược liệu này. Một số ít nước cái thời dược liệu Việt Nam lần thứ nhất ra những năm 60-70, lúc đó gần như là cả châu Á chỉ có Việt Nam có. Cái này nhiều lắm, có là Trung Quốc, các nước chưa có dược liệu. Bây giờ khi mà mọi thứ mà bình thường chúng ta điều lại chưa là hàng ngày này có Việt Nam này, Trung Quốc này, Nhật này, Hàn Quốc, Thái Lan, hết Việt Nam là có dược liệu. Các nước giàu có Việt Nam nhiều, Indo, Singapore là kiểu không có dược liệu, không có dược liệu. Nga, khối ASEAN có Việt Nam, Thái Lan có dược liệu. Tại sao vậy? Cái chứ là họ không phải là không biết được dược liệu hay là không dịch được dược liệu Anh sang tiếng của họ, mà cái vấn đề là họ không có sự can đảm, không có sự anh hùng, không có sự dám hào như Việt Nam. Họ thấy mấy đó thì chết, mình sẵn sàng chiến đấu cả Mỹ cả Trung Quốc xung quanh họ. Người như vậy thì dám viết dược liệu. Nhưng mà nói đi thì mình nói lại, tại sao người ta dám viết? Đơn giản là bởi vì là dược liệu là theo, khi người ta có dược liệu tức là người ta ghi những tiêu chuẩn về thuốc trong nước của họ, và sản xuất thuốc là phải theo cái dược liệu. Mình cũng vậy, phải theo dược liệu. Nhưng cứ cái người nước ngoài người ta đến để mà mua thuốc, người ta về một dược liệu của anh, nếu tiêu chuẩn thấp quá thì người ta không mua, mà tiêu chuẩn cao quá thì mình lại không làm được.
làm sao sẽ qua làm một thuốc mà đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ hay là dược điển Anh, làm sao tiêu chuẩn cao vô cùng, không nào cho nên nó mới đưa ra một cái tiêu chuẩn ủ rẻ. À, thuốc này theo cái tiêu chuẩn này, thuốc kia theo cái tiêu chuẩn kia, lung tung anh đến anh dựa vào đấy anh mua. Chỉ có Việt Nam ra anh hùng ở chỗ đó dám viết dịch điển. Cái đơn giản là Việt Nam anh hùng thì nó đầy, nhưng cái điều mà giúp cho Việt Nam có thể viết được dịch điển là cho đến bây giờ mình chẳng làm ra cái gì để bàn đấy, không làm ra cái gì quá dữ là con số không, không làm ra cái gì để bàn nha. Cho nên đâu có cái chuyện người ta đến đã có dược liệu để người ta mua hay là không mua, bởi vì mình đâu có cái gì để làm. Và vậy thì mình biết dược liệu là gì, dược liệu để mua của người ta. Anh bán thuốc đó cho tôi phải không, phải đạt tiêu chuẩn dược liệu Việt Nam. Mà xin nhớ tiêu chuẩn dược liệu Việt Nam là tiêu chuẩn cao nhất thế giới, tương đương dược điển Mỹ và dược điển Anh. Chứ còn tôi đâu có bán cái này đâu, không đâu có bán, không bán cái đâu sợ, có làm được cái gì đâu. Các nhà máy, các xí nghiệp mà làm thuốc thường đưa tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn cơ sở đấy. Đấy nó cũng có cái điều kiện như vậy. Cái gì dược điển Việt Nam viết lần thứ nhất là các cụ viết dưới lòng bom đạn, viết dưới lòng không có điện, viết bằng đèn dầu, viết cho nên sai hơn một nửa. Nhưng mà lúc đó mà đưa ra thế giới, bây giờ cả thế giới thuộc Việt Nam, Việt Nam có dược điển. Thế hồi năm đó châu Á có Việt Nam có dược điển, sai không được. Nhưng mà cả thế giới rút bộ dược điển Việt Nam. Đây là tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Các bạn nhìn biết là nó gồm có định nghĩa này, tính chất, định tính, màu sắc, thử giới hạn, định lượng. Cái này các bạn làm thật nha. Áp dụng vào định tính các bạn sẽ làm trong một thời gian ngắn nữa, lâu đó bạn sẽ đi định tính, bạn làm rồi đúng không, thử tự nhiên rồi bạn làm nhiều rồi, cái này là muốn gì cũng mất đó. Các bạn làm rồi các bạn còn hy vọng mấy thi đâu đấy, bạn quá giỏi đấy. Định tính thử kiến thức, định lượng chủ yếu là đi làm thứ nhất, đi ăn rồi mà, đi ăn rồi mà, cái này các bạn sẽ làm. Rồi chúng ta có thể dùng chỉ thị ngoại, dùng chỉ thị nội, rồi chuẩn động thế, nhá, đó. Các bạn sẽ làm những cái này, đây là cái chuẩn động thế và có thể các bạn sẽ sử dụng bộ môn mới mua này, đang trên đường như vậy. Một máy là chuẩn được thế để chờ lớp các bạn tập sử dụng bài. Chờ trên đường về. Để các bạn sử dụng một con rượu là mọi cái trong một con rượu các bạn đều được sử dụng. Chứ không phải như là mấy bộ môn khác, chung người không cho các dùng đâu. Các bộ môn khác theo kiểu con rượu không có đâu. Ngoài ra, thì có thể định lượng và ngũ cốc sơ màu, tạo ra màu, rồi sơ màu, tạo ra phần màu in minh. Rồi phương pháp định lượng bằng trong môi trường nước nhá. Rồi định lượng trong môi trường khác, cái này các bạn thực tập rồi, tôi đã quay các bạn hỏi các bạn rồi, cái này các bạn giỏi lắm rồi. Vì sao vậy? Định lượng được môi trường khác, môi trường khác là gì, những yếu tố nào ảnh hưởng đến môi trường khác, vân vân và vân vân, để các bạn quá rồi đó. Đó
Rồi chúng ta có thể định lượng bảng vượt ngang kích cửa đấy, để là định lượng bảng dung hay là bảng vượt ngang cân, bảng vượt ngang cân và vân. Thì đấy là những phương pháp mà chúng ta sẽ thực tập cho bài sinh hoạt biết, và theo đồng hồ kia là đúng là 8:00 là chúng ta dừng lại đây để cho thầy chủ nhiệm đến gặp.